ได้ไปเมื่อยPP1 thật cái gì vậy, nhưng mà tôi ý cháu muốn là để cho bà đi đi đâu, tức là bệnh nó còn thật cái gì, bà nên bà chỉ tiêm vậy thôi. Ông phụ như vậy rồi, ông nội nhà cháu đến lúc lên viện nhưng nó chẳng có bệnh nào chữa được. Bây giờ mới đầu là bà đi bà lấy máu và thử, và trong khi đó chụp các lớp bệnh ra đây.